Thưa quý vị khán giả, từ chiều tối nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng. Thực tế thì đêm qua sáng sớm nay một số nơi ở trung du vùng núi đã có mưa to. Như tại Bắc Quang, Hà Giang, lượng mưa đo được trong 3 tiếng là 118 mm. Cảnh báo từ chiều tối nay đến hết ngày mai, Bắc Bộ Thanh Hóa xảy ra mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, trên các sông suối nhỏ, sườn đồi núi, mái ta luy, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các hộ dân sinh sống dưới đồi Na Lo, thôn Tân Lập, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã được di rời khẩn cấp sau khi xuất hiện tình trạng sạt trượt đất đá do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão số 4. Khu vực đồi Na Lo xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài và lấn sâu vào đồi đất đá dưới chân đồi, đã sạt trượt vào nhà dân, nguy cơ sạt lở rất cao. Chính quyền địa phương đã đề xuất phương án bố trí khu tái định cư lâu dài cho các hộ dân ở khu vực bị sạt lở. Theo cập nhật thì hiện tại mực nước đầu nguồn sông Cửu Long vẫn đang tiếp tục lên theo chiều. Mực nước trên sông Tiền tại trạm Tân Châu và trên sông Hậu tại Châu Đốc hai ngày qua thì đã lên gần mức báo động 1. Dự báo là những ngày tới thì mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tiếp tục lên. Đến ngày 4 đến 6 tháng 10 thì mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu, Châu Đốc có khả năng vượt mức báo động 1 từ 10 đến 25cm, sau đó biến đổi chậm. Và do lũ lên, nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và những vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh thành hạ nguồn sông Cửu Long. Người dân cũng phải đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng bị ngập lụt. Vâng, và như chúng ta đã biết đó là tại đồng bằng sông Cửu Long thì phần lớn hệ thống đê bao hay là bờ bao bảo vệ sản xuất thì được kết cấu bằng đất, vì vậy rất dễ xảy ra sạt lở. Vâng, có những khu vực cứ bước vào mùa triều cường là liên tục xảy ra sạt lở đê. Tình trạng này kéo dài nhiều năm khiến chi phí ứng phó gia cố tăng cao, trong khi đất sản xuất thì lại ngày càng mất đi. Đoạn đê bị bể đã gia cố xong, tuy nhiên những hộ dân này vẫn không yên tâm. Toàn bộ thân đê hơn 350m đã rệu rã, có thể bị nước nhấn chìm bất cứ lúc nào. Để bảo vệ hơn 20 hectare vườn cây ăn trái, họ phải bỏ tiền túi gấp rút thi công ống bọng thoát nước. Mình đặt cái bọng này để khi nó bể thoát kịp để cái cây mình đỡ thiệt hại hơn, chứ mà không có đê, cái bọng này thì nó thiệt hại dữ lắm, nó chết cây hết. Con nước rầm tháng 8 vừa qua đã lé đé bờ bao. Để bảo vệ 3 hectare ổi và nhãn của gia đình, ông Thiêm đã tự đầu tư hơn 3 triệu đồng để tôn cao con đê. Việc làm này diễn ra gần như hàng năm. Có năm ông phải gia cố 2-3 lần. Thì mỗi năm, năm nào cũng vậy. Tới tháng 8, tháng 9 là buộc phải gia cố bờ cõi nè, đợi kia khác. Nếu mà người nào mà không gia cố thì rủi ro nó rất cao. Hiện tại tỉnh Sóc Trăng có hàng ngàn km đê bao do người dân tự đắp. Riêng huyện Cù Lao Dung hơn 1.000 km. Cùng với 360 bờ bao, cửa sông, rạch cần tôn cao, mỗi năm chi phí ứng phó sạt lở lên đến hàng chục tỷ đồng. Đặc điểm đê bao tại đồng bằng sông Cửu Long được kết cấu bằng đất thịt hoặc cát pha nên rất dễ bị bể khi triều cường dâng cao. Khó khăn hiện nay là cái mặt bằng, bởi vì nó đã nhiều năm qua rồi, thành ra cái diện tích đất nó của người dân nó mất dần đi. Hiện nay thì còn lại đất sản xuất rất là ít, mà cái điều kiện của đất này thì nó phù hợp với cây ăn trái. Hiện nay mà với cái mặt bằng mà để mà thi công cho cái đó, cái đoạn đê mà nó đảm bảo thì rất là khó trong vấn đề này. Mỗi năm, các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đều đầu tư hàng trăm tỷ đồng để gia cố, tôn cao bờ bao bảo vệ sản xuất. Đó là chưa kể nguồn lực trong dân khi bà con tự đầu tư bảo vệ tài sản của gia đình. Đây thực sự là gánh nặng chưa có hồi kết cho thực trạng dở đê bao mùa triều cường tại miền Tây. Tỉnh Bến Tre sẽ trồng mới 15 hectare rừng phòng hộ tại hai huyện ven biển là Ba Chi và Bình Đại nhằm góp phần phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường. Hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ, tỉnh xây dựng đề án trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu phát động trồng 10 triệu cây phân tán và rừng phòng hộ tập trung. Trong hơn 3 năm triển khai, đã trồng được 2,6 triệu cây xanh các loại, đạt trên 25% kế hoạch. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo chiều, mực nước trên sông Tiền tại trạm Tân Châu và trên sông Hậu tại Châu Đốc hai ngày qua đã lên gần mức báo động 1. Dự báo những ngày tới mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên,
đến khoảng ngày 4 đến mùng 6 tháng 10, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu, Châu Đốc có khả năng vượt mức báo động 1 từ 10 đến 25cm, sau đó biến đổi chậm. Vâng, và do lũ lên nên nguy cơ cao sẽ gây ra ngập lụt ở những cái vùng trũng thấp ven sông, vùng ở ngoài đê bao thuộc các tỉnh như là An Giang, Đồng Tháp hay là Long An, cũng như là cái vùng trũng thấp ven sông thuộc các cái tỉnh thành hạ nguồn sông Cửu Long. Và ngoài ra thì người dân cũng cần đề phòng một cái tình trạng là sạt lở bờ bao, đê bao yếu ở những cái vùng ngập lụt ạ. Vâng ạ, và hiện nay ngoài đồng bằng sông Cửu Long thì Nam Bộ cũng đang chuẩn bị bước vào đợt chiều cường đầu tháng 9 âm lịch, khả năng đỉnh chiều sẽ vượt mức báo động 3. Vâng, và với diễn biến như vậy thì tình trạng ngập lụt sẽ diễn ra trên diện rộng ở những khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu vực ngoài đê bao. Nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đang tích cực triển khai các biện pháp ứng phó với ngập lụt. Dự báo chiều cường tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục lên nhanh trong 6 ngày tới. Đỉnh chiều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày mùng 4, mùng 5 tháng 10. Tình trạng ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị, khu vực ngoài đê bao vẫn có thể xảy ra. Đây là ô bao số 10, ấp 7, xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. 130 ha lúa đang chín, chỉ còn 5 ngày tới là thu hoạch. Người dân đang tiếp tục đặt các trạm bơm thoát nước để cứu lúa. Ba cái lúa sập này như gặp cái đó vậy là nó ngập lúc bông luôn. Ai mà tự có máy thì rút ra, tự động rút ra. Thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh những biện pháp công trình ứng phó ngập lụt. Trong đợt chiều cường vừa qua, hệ thống kè, âu thuyền, cống và trạm bơm vận hành đồng loạt. Khu vực trung tâm thành phố đã thoát cảnh ngập nước. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường vùng ven và khu vực trũng thấp trên địa bàn vẫn bị ngập. Các địa phương cần phải tập trung vào cái chuẩn bị vật tư, về phương tiện, nhất là các cái cọc cừ với các cái bao tải để gia cố bảo vệ cho các cái tuyến đê, đồng thời là tuyên truyền phổ biến cho người dân về các cái giải pháp mà ứng phó với ngập lụt rồi sạt lở. Theo các chuyên gia dự báo, trong thời gian tới, lượng nước đổ về đồng bằng sông Cửu Long năm nay sẽ cao hơn cùng kỳ. Nước đổ về kết hợp với thời điểm chiều cường cao sẽ gây ngập úng ở những khu vực trũng như mọi năm và diện tích ngập sẽ gia tăng hơn. Vì vậy, ngay từ bây giờ, những biện pháp ứng phó ngập lụt cũng như là sạt lở bờ bao đê bao cần được đẩy mạnh để giảm thiệt hại đến đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân. Chính phủ sẽ xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Lào Cai khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của bão số 3. Cụ thể, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xuất cấp không thu tiền 80,4 tấn hạt giống lúa, 8,8 tấn hạt giống ngô và 0,25 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Lào Cai khôi phục sản xuất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên kịp thời đúng quy định. Tại tỉnh Cao Bằng, 44 trường học cơ sở giáo dục đã bị ảnh hưởng sau đợt mưa lũ sạt lở đất lịch sử vừa qua. Nhiều điểm trường luôn trong tình trạng rất nguy hiểm, không thể tiếp tục dạy học, phải dựng lán hoặc là đi học nhờ, đang gặp rất nhiều khó khăn. Vâng, các điểm trường này chủ yếu tập trung tại hai huyện là Nguyên Bình và Bảo Lạc. Đây cũng là hai huyện chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Cao Bằng. Phóng sự của nhóm phóng viên Chào Buổi Sáng thực hiện. Mái hiên nhà kho trường mầm non thành nơi học tập của một lớp trường tiểu học Khai Thành. Nắng gắt chiếu thẳng vào lớp, các con phải di chuyển liên tục để tránh nắng. Nếu trời mưa thì cô trò chưa biết thế nào. Chất lượng không đảm bảo bởi vì là tiếng ồn từ mọi phía. Em ấy còn mới đến trường em ấy khóc. Thế là các anh chị này cũng để ý đến tiếng khóc nhiều ấy, không chú ý vào bài. Khu vực sân được quây bạt tạm, có thêm hai lớp học. Trường chính cách đó 500 m, xuất hiện những vết nứt kéo dài phía sau trường, một phần sân trường cũng bị sạt lở. Cả mảng đồi có nguy cơ sập xuống bất cứ lúc nào. 94 học sinh, 5 lớp học được di chuyển khẩn cấp tới đây. Hai lớp học thì chỉ cách nhau một tấm bạt. Giáo viên dạy ở bên này thì bên kia học sinh nghe thấy. Giáo viên dạy ở bên kia thì học sinh bên này cũng nghe thấy. Điều mà rất nhiều giáo viên ở thời điểm này lo lắng nhất đó chính là chất lượng giáo dục về lâu dài. Nặng nề hơn cả là các trường học tại huyện Bảo Lạc. 10 trường bị sạt lở, 6 trường di rời khẩn cấp. Điểm trường mầm non Nà Viềng đã rời đi. Trường tiểu học vẫn buộc phải ở đây vì chưa có chỗ chuyển. Đất đá từ trên đồi đổ sát xuống các ô cửa lớp học.
buổi trưa cho học sinh nằm như này nhưng mà cô giáo cũng không dám ngủ say đâu, cứ nằm trằn trọc thế này rất là nguy hiểm. Toàn tỉnh Cao Bằng sau gần 2 tuần, việc dạy học mới bắt đầu lại trên toàn bộ các điểm trường. Việc tìm địa điểm để di rời những lớp học có nguy cơ sạt lở được khẩn trương thực hiện. Việc dồn các điểm trường khó thực hiện do số học sinh quá lớn, nên đa số các trường cố gắng tìm các vị trí phù hợp để học tạm. Không thể để kéo dài cái tình trạng này. Và như Bí thư Tỉnh ủy với Chủ tịch nói là ví dụ như nhà dân đấy là trước 31 tháng 12 là phải có nhà cho dân. Thế còn đối với trường học thì cũng phải trong cái thời gian ngắn nhất. Hai lớp mầm non được chuyển tới học cùng một điểm trường khác. Nhiều em phải đi học xa hơn. Những em nhỏ này phải đi gần 7 cây số từ 6 giờ sáng. Nhưng lúc này là gần 9 giờ sáng, các em mới tới được trường.